Người đang bị án phạt tù có ký bán đất được hay là không? Nhiều gia đình thì có thân nhân đang phải chấp hành án phạt cải tạo, giam giữ, băn khoăn IB và hỏi Tài về cái trường hợp như thế này. Vậy thì Tài chia sẻ như sau. Những người đang chấp hành án phạt này bị tước một số quyền nhưng mà không bị tước quyền sở hữu tài sản. Ví dụ như là một gia đình mà có người chồng đang chịu thi hành án phạt tù thì người vợ bán nhà và được sự đồng ý của người chồng thì hoàn toàn chuyển nhượng được theo quy định của pháp luật. Ở trường hợp này thì người vợ cần phải chuẩn bị giấy tờ liên hệ trước với phòng công chứng. Khi đó thì phòng công chứng sử dụng cái dịch vụ công chứng ngoài văn phòng và liên hệ với giám thị tại trại giam nơi mà người chồng đang chấp hành án để mà đặt lịch ký hồ sơ. Và điều kiện để thực hiện là, thứ nhất, người đó đã sau quá trình xét xử và chấp hành án. Người đang trong quá trình điều tra xét xử, nghĩa là đang tạm giam, tạm giữ thì không thể tiếp xúc công chứng được. Thứ hai, nhà đất đó không thuộc đối tượng bị phong tỏa kê biên để thi hành án. Ví dụ như là ngoài án phạt tù thì người này buộc phải bồi thường hoặc khắc phục hậu quả của vụ án đó. Và nếu rơi vào tình huống trên thì mọi người hãy liên hệ phòng công chứng để mà được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục các bạn nha.